Hôm nay là ngày 6 tháng 12. Hôm nay thì em có gửi cặp loa RCF ART932 cho khách hàng tên là anh Minh ở Hà Tĩnh. Thì anh Minh xem cái video này thì anh cũng biết đây là sản phẩm của mình ha. Thật ra trước khi em đăng cái video này là hai anh em đã có video call qua Zalo để kiểm tra sản phẩm cũng như là các trò các kiểu rồi, đúng không mọi người? Thì đối với dòng series RCF, tất cả sản phẩm của RCF bên em đang kinh doanh bao gồm Bass 25 có ART910, Bass 30 có ART912, ART932 và NX910. Súp thì mình sẽ có là 705 AS Mark 3 vừa mới về. Thì tất cả những dòng sản phẩm RCF là đều được sản xuất tại Ý ha mọi người. Không có chơi đà Trung Quốc nha, Trung Quốc là tôi không có chơi. Thì cái cặp này rất là nhiều khách hàng quan tâm hỏi là giá bao nhiêu. Hôm nay thì em chia sẻ với mọi người. Cặp này em đang bán cho anh Minh với giá là 68 triệu đồng là một cặp nha mọi người, không bao gồm phí ship. Những quý khách hàng nào chuyển khoản đủ cho em hết thì em sẽ bao ship cho mọi người ha. Câu hỏi số 2 được rất là nhiều khách hàng quan tâm, đó là RCF ART932 này so với lại 912 cũng là Bass 30 nhưng mà sao giá tiền nó chênh lệch nhau hơn 20 triệu, thì nó có cái gì hay, có cái gì ghê gớm thì hôm nay em chia sẻ cho mọi người. Đối với ART932 này thì cái trép của nó sẽ là trép neo và cái coil của nó là sẽ là coil 75. Thành ra nó cho ra cái tiếng rất là lớn là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trép neo thì nó sẽ cho cái dải cao nó rất là mịn và tơi. Cái thứ ba là cái điểm cắt cos á, tức là cái giao thoa giữa con trép và con bass á. Thì đối với series ART932 này cái điểm cắt cos của nó là 800 Hz. Có nghĩa là từ 800 trở lên nó thuộc về con trép. Thành ra cái tiếng ca của cái người hát nó sẽ thoát ra cái cảm giác nó rất là tự nhiên. Nó tự nhiên cái kiểu là như cái tiếng của mình nói như nào là nó ra như vậy. Và cái độ khào của nó thì nó bắt rất là tốt, có nghĩa là nó phát ra mình nghe nó rất là đã, tiếng nó bạch ra phía trước. Thì đối với âm thanh 6 dB của bên em, cá nhân chủ quan em đánh giá là ART932 là nó hay hơn nhiều so với 912. 912 không có phê, 912 phê có chút xíu thôi, còn cái này là cực phê nè, cực sướng là chơi cái này. Câu hỏi tiếp theo là 132 dB là có lớn hay không? Chia sẻ với mọi người, chơi trong nhà thì em không bàn ha, còn chơi ra ngoài sân thì mình có thể đánh 10 cho tới 15 bàn vô tư ha. Để sử dụng con súp phối ghép với lại cặp ART932 này, rất là nhiều khách hàng thắc mắc là mình nên chọn súp nào, đúng không mọi người? Chơi trong nhà thì không bàn, là bởi vì mình chơi trong nhà nó đánh vừa phải thôi, không có to lắm. Còn khi mà mình vác ra ngoài sân mình chơi sân khấu thì mình nên chọn con súp có độ lớn từ 136 135 dB thì mới cân xứng với lại cái em này, đúng không mọi người? Phải không? Quá phải luôn ha. Câu hỏi tiếp theo là một số khách hàng có thắc mắc hỏi là những dòng cũng RCF nhưng mà cái mã 4 số năm mấy, năm 2, năm 3 gì đó, năm 3, 12, năm 3, 14 gì đó. Thì so sánh với lòng dòng ART, ACTY như vậy thì dòng nào hay hơn? Trả lời với mọi người, con này hay hơn là cái chắc rồi. Tại sao? Thứ nhất là nó có DSP. Thứ hai là nó sẽ có Bass Motion Control. Thứ ba là nó có full phase. Chỉ cần ba cái đó thôi là đủ ăn rồi, đúng không mọi người? Tại sao bassy nó không có? Mãi mãi nó không có hay mọi người ha. Thì mình đừng thắc mắc là tại sao mà nó hay hơn hoặc là dở hơn. Ok, đúng không? Và bây giờ thì kính mời mọi người cùng mà thưởng thức qua chất âm của RCF ART932 này qua phần trình bày của một khách hàng ruột của âm thanh 6 dB của bên em. Thấy thích thì cho một cái like bự chà bá ha mọi người ha. Lặp lại các cái dòng sản phẩm RCF bên em đang có nè. ART910 còn hàng, ART912 còn hàng, ART932 còn hàng, NX910 có hàng, súp 705 AS Mark 3 có hàng luôn ha. Rồi cảm ơn mọi người. Có bao giờ em nhớ anh không? Đã bao giờ em thương anh dù chỉ một lần? Hay chỉ là một giấc mơ mà anh nghĩ chưa tồn tại bao giờ? Em đã từng khóc vì anh chưa? Chẳng chưa từng vì anh là người thương. Anh xin dần để gọi chúng em yêu thương. Cất ơn nơi mà không một ai biết đường. Em ơi anh muốn đi cùng em, đi hết đoạn đường đời. Ở nơi đó chỉ có anh và em thôi. Nơi yên bình nhân nơi anh mơ, tất cả là sơ thầm. Nhưng điều đó chẳng khó lắm phải không? Vậy
đây. Anh cứ vã nhưng em lại vã cùng bằng không. Em ơi anh lạnh lắm, anh sợ khi đông lạnh về. Giả vờ như em thương anh có được không? Em ơi anh muốn đi cùng em, đi hết đoạn đường đời. Ở nơi đó chỉ có em và anh thôi. Nơi mình nhận nơi anh muốn, tất cả là sơ thơ. Nhưng điều đó chắc khó lắm.